nổi bự nè, đẩy ra ông nổi hình luôn hả? À, nổi luôn hả? À? Nổi trong hình gạch quăng nước một thở phình nè, đây cục gạch quăng nước hơi nổi nè, cục bự vẫn vậy luôn, nguyên cục bự đó vẫn nổi như gan vậy đó. Thôi kệ được rồi, gạch chảy nước là nổi nè, gạch xây nhà nè, nguyên cục bự vẫn nổi luôn, thấy không? Cho ông ngâm 3 ngày 3 đêm luôn chưa chìm nữa. Rồi cho ông cục gạch gì giống y cục nước, cục mướp vậy. Vừa hấp rồi tới trong 3 ngày 3 đêm. Nó gạch nguyên cục bự vậy không thể xuống nhẫn nổi luôn. Nó cho ông cục á. Thì cho ông lấy cục về. Uống nguyên. Ở đây là có mấy người thua rồi. Không tin nào giờ gạch nào mà nổi. Nào giờ mới thấy gạch nổi. Chơi nhầm người gạch cái nhìn nó biết. Ừ. Chơi ở mình không biết đâu. Gì nó chắc đó. Chắc nó chắc. Chặt nè. Ừ. Cái em đó, mẹ nó dao chặt nó. Ừ, nó mắc không? Biết đâu hỏi đầu. Mắc hơn ba cái gạch mình không? Mày cố nhật. Cố nhật thì nó phải tốt rồi. Gọi là gạch không nung. Gạch không nung. Ở đây của mình ơi, nóng ở đây cắt cái này nhà này đầu tiên này là cái đầu cắt ai dứt ở trên của cô á, này mình xây nó lẹ hơn gạch mình đó. Chắc hơn dứt ở trên nó mặt luôn đó, ở nhẹ hơn gạch mình á, nhẹ hơn nữa rồi móng nhẹ hiểu không? Làm nhà này mà chát xi chát đồ nó cũng đỡ nè, không ờ bởi vậy ở trong tôi nhấn gạch luôn á, vô trong coi ờ thấy nó lên lên nó cậu ngoài này chát gì là lăn bơi luôn. Còn đây nó chằn nè. Ừ, trong vậy là dán luôn đó, cổ trong vậy. Tô nó bọng. Ngay rồi hốt mà. Thì là lăn bơi đó. Nó nhanh nhiều. Đỡ tốn. Thức đi hồi ông thợ la làng chứ. Lớn không? Sàn nữa nè. Đổ sàn. Gạch này đặt ha, đặt mới có. Nè, hai tầng nữa xong rồi. Tầng nữa thì rồi.